Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và ngày hôm nay thì cũng như thường ngày thì tôi sẽ review chi tiết và báo giá chi tiết một cái chiếc xe mới về salon Đạt Xe Tải, đó là dòng xe Kia K165, tải đủ 2,4, sản xuất năm 2016. Thì về nói cơ bản về cái dòng xe Kia K165 này thì xuất hiện vào năm 2015 và cuối 2015 thì nó lên năm tải đủ 2,4. Và đây là một chiếc xe tải đủ 2,4. Về cách định giá chiếc xe này thì từ cuối 2015 tải đủ 2,4, những cái chiếc xe 2015 nó sẽ rơi vào khoảng 290 đến 300 triệu, những chiếc xe 2016 thì nó rơi vào khoảng 320-325 triệu. Và đây là một chiếc xe mà tôi đang bán với mức giá vô cùng ưu đãi, đặc biệt tại video clip này mà thôi thì nó có mức giá đó là 320 triệu, điều hòa, nó sàn đầy đủ và dành cho các bác nào thiện chí đến mua trong tháng này mà thôi các bác nhá. Thì về dòng xe tải Thaco Kia K165 tải trọng 2,4 là cái dòng xe tải được đánh giá là cái sản phẩm xe tải nhẹ hoàn hảo, là sự lựa chọn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải. Và bởi cái chất lượng cũng như là cái mẫu mã kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, năng động, nó rất là thuận tiện cho việc chuyên chở ở những cái trung tâm thành phố và cả những khu vực ngoại thành nữa. Thì đây chúng ta có thể xem cả tất cả những cái phần nội thất của chiếc xe, từ củ số. Tất cả những chiếc xe thì vừa mới về cho nên là tôi cũng chưa có dọn rửa gì nhiều. Đó. Thì đây thì nếu mà các bác đang quan tâm tới dòng xe này thì hoàn toàn có thể liên hệ với số hotline trên tổng đài trên màn hình. Đấy, biển 18 Nam Định, và tất cả thành thùng, sơn si còn nguyên bản, dường như là tuyệt đối, lốp láp còn tương đối. Tất cả các bác có thể nhìn thấy những cái chân thành thùng đây, nó còn rất là mỏng, đẹp, sàn sóng còn đẹp, lốp láp được. Đó, thì khi xem một chiếc xe chúng ta xem tổng thành, từ cabin, nội thất, thùng xe cho đến lốp xe, tất cả những chân thành thùng nó còn mỏng. Đấy, nó còn rất là mỏng nhá, nghĩa là nó không có cái độ bả ma tít nhiều. Thì đó là mỗi chiếc xe mà nó còn giữ được độ nguyên bản, và chủ nhân cũ họ chở hàng nó nhẹ và họ còn giữ xe. Tất cả ốc đây vẫn còn nguyên tem hết, tất cả những phần bậc lên xuống nguyên vẹn, không bị mối mọt gì cả. Đó, khi chọn xe chúng ta phải xem logic một cách chi tiết, từ phần cabin cho đến là ngoại thất. Đó, và chia sẻ thêm một chút thông tin về cái dòng xe Kia K165 thùng khung mui phổ bạt tải trọng 2,4. Thì về kích thước xe thì nó gọi là, nếu mà chúng ta quan tâm đến kích thước lòng thùng xe thì nó rơi vào dài nhân rộng nhân dao, cao thì nó rơi vào 3,5m nhân 1,67m nhân 1,7m. Đấy là cái kích thước lòng thùng xe, dài rộng cao. Đó. Và về cái trọng lượng thì cái tải trọng cho phép của dòng xe này nó là 2,4, và trọng lượng toàn bộ xe nó là 4,8 tấn. Đó. Ngoài cái dòng xe khung mui phổ bạt này ra thì đó, thì Thaco Kia Thaco thì nó còn có là thùng lửng và thùng kín nữa. Đó. Và nói về cái dòng xe Kia K165 là cái dòng xe mà chạy động cơ là động cơ diesel máy dầu. Và nếu mà về cái độ sửa chữa cũng như là đồ thay thế của dòng xe này thì nó vô cùng là dễ dàng. Nếu mà chúng ta đang so sánh giữa cái dòng xe đời mới bây giờ là dòng xe K200 hay là K250 thì nó là máy điện, còn đây là dòng xe máy cơ. Tất nhiên là dòng xe nào cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm của dòng xe đấy. Tuy nhiên cái dòng xe máy cơ là dòng xe K165 này thì hiện tại thì nó rất vô cùng là được các bà con là tin dùng, bởi cái sức chịu đựng bền bỉ trên những cái cung đường nó gập ghềnh, và cái nó có thể cõng tải lên tới khoảng đâu đó 4 tấn 5 tấn ở những cái vùng ngược, nó thoải mái. Đó. Và
và chi phí sửa chữa nó rẻ. Đó, đó là những cái điều ưu điểm lớn nhất của dòng xe K165 này. Tại vì em để ý đâu, bởi vì em thì quan tâm đến máy móc vệ các kiểu ấy thôi. Còn đài thì lúc bác tuyệt đối nha. Nó tầm khoảng 60%. Tất cả phần sơn chi chúng ta có thể nhìn thấy tất cả phần má và phần chán nó nguyên vẹn, không có một cái chút tác động ở bên ngoài nào cả. Đó, không có một chút tác động, đèn pha đèn nó còn sáng và trong. Tuy không phải là một chiếc xe nó quá đẹp, tuy không phải là một cái chiếc xe quá đẹp, nhưng chúng ta có thể thấy rõ cái sự liền lạc của tất cả những cái chi tiết, từ những cái đường gấp khúc, led rãnh và phần đèn nguyên zin của nhà máy. Trong những cái số video đợt trước thì tôi cũng chia sẻ với các bạn ấy cách để chọn được một chiếc xe mà nó không đâm đụng là như thế nào. Tại vì khi chọn xe, đặc biệt là xe cũ và đặc biệt là xe tải cũ, nếu mà chúng ta mua xe mà chọn nhầm với lại cái giá, cũng như là chọn nhầm với lại cái giá trị thực tế của xe, thực sự là chúng ta chịu thiệt vô cùng là nhiều. Đấy, thế nên là tôi có để cái số tổng đài ở trên màn hình. Nếu là cô chú, bác, anh chị mà đang tìm mua xe, cần tư vấn chọn những cái chiếc xe nó phù hợp với lại nhu cầu, tầm tiền, giá cả với các bạn, thì hoàn toàn là có thể alo tới số điện thoại này và tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn. Đó, tất cả lốp láp này. Đó, thành thùng ba vách. Nói thêm là những cái chiếc xe mà nó có thành thùng ba vách như thế này, nó gọi là thành thùng ba vách nguyên bản của nhà máy, thùng nhà máy đóng, thì bao giờ nó cũng có giá hơn rất là nhiều so với những chiếc xe mà nó thùng miền Nam, thùng tôn ấy. Đó, và nó có sàn sóng. Thì đó là cái video mà tôi chia sẻ, gọi là review thôi. Còn những cái video chia sẻ trước đây thì tôi đã làm rất là nhiều. Các bác có thể quay trở lại hoặc alo tới số tổng đài để tôi tư vấn chi tiết hơn. Và cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả cô chú bác, anh chị và các bạn đã theo dõi video clip này. Chúc anh chị và các bạn chọn được những chiếc xe ưng ý, phù hợp với lại mục tiêu tài chính của gia đình. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý, phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.